Chào mừng quý khán giả đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phúc Sinh được Quỹ châu Âu định giá 320 triệu đô la Mỹ. Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình sẽ được mở rộng lên 6 làn xe. Xe đạp điện VinFast chính thức ra mắt, một lần sạc đi hơn 100 km. Cần Thơ, giao dịch căn hộ chung cư tăng, đất nền giảm. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết, kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam về việc mở rộng thêm làn tuyến trên cao tốc đoạn Cầu Rẽ Ninh Bình. Cụ thể, cử tri tỉnh Hà Nam phản ánh việc đường cao tốc đoạn Cầu Rẽ Ninh Bình quy định tốc độ 120 km/h, nhưng mỗi chiều chỉ có 2 làn đường, mật độ phương tiện lưu thông trên tuyến đông nên không đảm bảo tốc độ cho phép, thường xuyên xảy ra ùn tắc. Do đó, cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét mở rộng thêm làn trên tuyến cao tốc đoạn Cầu Rẽ Ninh Bình, đồng thời quy định tốc độ xe chạy của từng làn đường để đảm bảo an toàn giao thông. Trả lời kiến nghị này, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, dự án đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy mô 4 làn xe, 2 làn dừng xe khẩn cấp bố trí liên tục, chiều dài 50 km, tổng mức đầu tư 8.974 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào khai thác tháng 7/2012. Tuyến cao tốc này sau khi đưa vào khai thác sử dụng đã phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo không gian phát triển và quỹ đất chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương và khu vực. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm khai thác, lưu lượng giao thông đã tăng cao, đặc biệt sau khi đưa vào khai thác một số đoạn tuyến trên cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đoạn Cao Bồ – Mai Sơn – Mai Sơn quốc lộ 45, nên việc đầu tư mở rộng đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình từ 4 làn xe lên thành 6-8 làn xe theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu vận tải là cần thiết. Bạn cảm thấy như thế nào khi cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình sẽ được mở rộng lên 6 làn xe? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nhé! Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé! Mới đây, tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2024 ở Las Vegas, Mỹ, VinFast đã chính thức cho ra mắt mẫu xe đạp điện Dragonfly. VinFast Dragonfly gây ấn tượng với khung xe hình chữ V dài, gợi tưởng đến hình tượng trồng bay. Cùng với đó, mẫu xe đạp điện này có phần tay lái mở rộng, lớp bản lớn cùng yên xe công thái học, giúp tối ưu trải nghiệm lái. VinFast cho biết rằng khung của Dragonfly được làm từ nhôm, không chỉ đảm bảo độ bền mà còn giúp xe linh hoạt trên mọi cung đường. VinFast không công bố chi tiết thông số kỹ thuật park pin của xe, song hãng xe Việt cho biết rằng với pin đầy, xe có thể đi được 102 km. Bên cạnh đó, pin của mẫu xe này có thể dễ dàng tháo lắp, bảo trì hay sạc. Về mặt vận hành, VinFast Dragonfly sử dụng động cơ 750W, khoảng 1 mã lực, được tích hợp vào bánh sau, giúp xe đạt tốc độ tối đa 45 km/h. Xe cũng trang bị cảm biến Moment, có khả năng phát hiện thay đổi lực lên đến 16.000 lần trên giây, vượt xa so với cảm biến truyền thống của các xe đạp điện thông thường. Ở hiện tại, VinFast Dragonfly chính thức có mặt tại Mỹ với giá 2.800 đô la Mỹ, tương đương hơn 68 triệu đồng. VinFast chưa cho biết kế hoạch bán Dragonfly tại Việt Nam. Nếu mẫu xe trên được bán tại Việt Nam, bạn có sẵn sàng mua? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Công ty cổ phần tập đoàn FLC vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX về việc chậm thanh toán gốc lãi trái phiếu. Theo đó, doanh nghiệp này đã không thể trả nợ gốc và lãi hơn 1.100 tỷ đồng cho lô mã trái phiếu FLCH 2123003 đáo hạn vào ngày 28 tháng 12, 2023. Trong đó, gốc chậm thanh toán là 996 tỷ đồng, còn lãi là 113 tỷ đồng. FLC cho biết công ty vẫn đang trong quá trình đàm phán gia hạn với nhà đầu tư. Nếu được hội nghị người sở hữu trái phiếu thông qua phương án gia hạn, FLC sẽ thanh toán nợ trước ngày 28 tháng 12, 2025. Trước đó, một doanh nghiệp bất động sản khác là công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ, Senland, cũng công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán lãi lô trái phiếu mã CRE 2020-01. Theo Senland, công ty đã thanh toán đủ tiền nợ gốc đến hạn và một phần khoản lãi đến hạn. Khoản lãi đến hạn còn lại của một người sở hữu trái phiếu chưa thanh toán được, do công ty đang đàm phán về thời hạn thanh toán mới đến khoản lãi đến hạn. Dự kiến gia hạn thời gian thanh toán tối đa 3 tháng kể từ ngày 2 tháng 1/2024. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa gửi Bộ Xây dựng, trong quý 4 năm 2023, thành phố có 1.155 giao dịch đất nền, 613 căn nhà ở riêng lẻ và 66 căn hộ chung cư. Tổng giá trị chuyển nhượng bất động sản trong thời gian này là hơn 2.248 tỷ đồng.
Số liệu này cho thấy, trong khi đất nền và nhà ở riêng lẻ đều giảm so với cùng kỳ, thì số giao dịch căn hộ chung cư tăng 74% so với cùng kỳ năm trước. Hiện toàn thành phố có 7 dự án nhà ở xã hội, trong đó 3 dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, 4 dự án đang triển khai thực hiện. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn cần khoảng 74.000 đến 86.500 chỗ làm việc, trong đó nhóm ngành dịch vụ chiếm đa số. Tại thời điểm trước Tết Nguyên Đán, thành phố cần khoảng 25.000 đến 29.000 vị trí công việc. Nhu cầu tuyển dụng tập trung trong các ngành dệt may, giày da, dịch vụ lưu trú và ăn uống, bán buôn và bán lẻ, du lịch, dịch vụ giải trí, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ cá nhân, bảo vệ. Đặc biệt, nhu cầu lao động thời vụ, làm việc bán thời gian rất lớn và tập trung nhiều ở các vị trí như công nhân sản xuất, nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh, nhân viên giao hàng, nhân viên đóng gói, nhân viên phục vụ. Ngoài ra, sau Tết Nguyên Đán, thành phố cần khoảng 49.000 đến 57.500 chỗ làm việc, tập trung ở các ngành nghề như dệt may, da giày, dịch vụ lưu trú và ăn uống, chế biến thực phẩm, nhựa, cao su. Công ty cổ phần Phúc Sinh của Vua Tiêu Phan Minh Thông vừa thông báo nhận vốn đầu tư từ Quỹ Đầu tư Châu Âu. Con số cụ thể không được tiết lộ, song ông Thông cho biết, quỹ này định giá Phúc Sinh lên 320 triệu đô la Mỹ. Thực sự thì Phúc Sinh làm thương vụ này 18 tháng qua chứ không phải mới đây. Quan điểm của chúng tôi là khá thận trọng vì cơ bản Phúc Sinh không cần vốn. Hiện bên cạnh lợi nhuận có được, Phúc Sinh cũng nhận được rất nhiều khoản vay ưu đãi từ ngân hàng, cho nên khi quyết định bắt tay với đối tác nào, công ty sẽ chọn rất kỹ, ông Thông nói. Về lý do tại sao chọn Quỹ Đầu tư Châu Âu, ông cho biết do đối tác này ưu tiên phát triển bền vững, điều này tương đồng với mô hình Phúc Sinh đang làm. Ngoài ra, họ cũng đầu tư về nông nghiệp nhiều nên sẽ hỗ trợ được nhiều cho công ty. Một lý do khác, theo ông Thông, là định giá của đối tác này với Phúc Sinh khiến ông hài lòng. Bởi rất nhiều nhà đầu tư trước đây khi tìm đến Phúc Sinh thì ông Thông cho rằng họ chưa công bằng, chưa đánh giá cao ngành nông nghiệp Việt Nam. Trong khi ở Thái Lan, Indonesia, Singapore, ngành công nghiệp rất được coi trọng và định giá cao, thì Việt Nam chúng ta lại không được định giá như thế. Nói về ngành nông nghiệp Việt Nam, thương vụ lần này của Phúc Sinh, theo ông Thông, cũng tạo dấu ấn mới. Trước kia, rất ít công ty nông nghiệp Việt được rót vốn, song hiện nay toàn ngành đang phát triển dữ dội và đang chuyển mình. Do đó, ông Thông nhấn mạnh, hợp tác cùng đối tác ngoại chính là xu hướng tốt mà doanh nghiệp cần nắm bắt để phát triển mạnh hơn nữa. Bởi, Việt Nam sau đại dịch đang khá nổi trội về việc cung cấp lương thực, thực phẩm cho nhiều nơi trên thế giới. Còn Phúc Sinh được mệnh danh là doanh nghiệp của Vua Tiêu Việt Nam. Những năm gần đây, công ty cũng đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng cà phê ra thị trường nước ngoài, chủ yếu ở châu Âu. Theo ông Thông, doanh số xuất mỗi năm của Phúc Sinh vào mức 300 triệu đô la Mỹ, tương đương 7.062 tỷ Việt Nam đồng. Trong đó, cà phê chiếm tỷ trọng lớn nhất với 60%, 30% còn lại là tiêu và 10% là mặt hàng trà. Số tiền huy động được, công ty cho biết sẽ dùng để xây hai nhà máy cà phê lớn. Trong năm qua, Phúc Sinh đã xây dựng được hai nhà máy rồi, nhưng quy mô nhỏ hơn. Trả lời về lo ngại bị thâu tóm, ông Thông khẳng định, chúng tôi không cần đối tác chiến lược, chỉ cần quỹ rót vốn thôi. Vì trong kinh doanh, Phúc Sinh đã có mối quan hệ sẵn rồi, giờ chỉ cần tiền thôi. Bạn thấy chia sẻ của Vua Tiêu Phan Minh Thông như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Thank you.